Tin quốc tế ngày 23 tháng 6 Ukraine phát động không kích quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga. Quân đội Nga tận dụng thiết bị Trung Quốc để đối phó các cuộc không kích từ Ukraine. Khả năng vượt trội của quân đội Mỹ và ba hướng đánh công khai trong trường hợp Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động chiến tranh. Hàng nghìn chiến binh muốn cùng Hezbollah chống lại Israel. Thêm một tàu buôn bị tấn công ở Biển Đỏ trong lúc hàng không mẫu hạ Mỹ vắng mặt. Văn San xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế Chủ nhật ngày 23 tháng 6 của DKN Thời sự. Sau đây là nội dung bản tin. Ukraine đã phát động một cuộc tấn công lớn bằng phi cơ không người lái nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga với 114 UAV được phóng đi chỉ trong một đêm. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn này là bước leo thang đáng chú ý trong chiến lược quân sự của họ. Bộ quốc phòng Nga MOD tuyên bố rằng phần lớn cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi và 70 phi cơ không người lái đã bị bắn hạ trên Crimea, trong khi 43 chiếc khác đã bị chặn trên lãnh thổ Krasnodar và một chiếc còn lại đã bị bắn rơi trên vùng Volgograd. Báo cáo từ phía Nga cho biết thêm có ít nhất 6 xuồng không người lái đã bị phi cơ Nga phá hủy ở Biển Đen. Để hỗ trợ Ukraine, ngũ giác đài cho rằng những vũ khí mà họ sắp chuyển đến Ukraine tới đây có thể được sử dụng để tấn công qua đêm xuyên biên giới vào Nga. Để đối phó với khả năng quân sự ngày càng tăng của Ukraine, Nga đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các căn cứ không quân của đối phương. Động thái này dường như là một nỗ lực nhằm cản trở Ukraine khai triển máy bay F-16 Fighting Falcon mới. Phương tiện này vốn được cho là sẽ tăng cường đáng kể khả năng tác chiến trên không của Ukraine. Quân đội Nga đã tiến hành điều chỉnh ít nhất một phương tiện địa hình ATV của Trung Quốc để sử dụng như một đơn vị phòng không ứng biến. Điều này phản ánh những thách thức mà Nga phải đối mặt trong bối cảnh chịu tổn thất đáng kể trên chiến trường. Hệ thống phòng không tạm thời mới của Nga bao gồm hai súng máy PKT gắn trên khung gầm của Desert Cross 1003. Đây là một chiếc ATV do Trung Quốc sản xuất. Việc sử dụng các phương tiện dân sự cho mục đích quân sự cho thấy sự thiếu hụt nghiêm trọng của công nghệ quân sự hiện đại và tỷ lệ tiêu hao cao mà các lực lượng Nga đang phải gánh chịu. Desert Cross 1003 là mẫu xe ATV dẫn động bốn bánh được trang bị động cơ xăng 72 mã lực. Nó có bình xăng 50 lít và có tổng khối lượng 916 kg. Chiếc xe này có thể vận chuyển tới 300 kg hàng hóa và đủ sức chở súng cối, kéo với lượng đạn dược khiêm tốn. Desert Scroll 1003 ban đầu được nhà sản xuất Trung Quốc tiếp thị như một phương tiện địa hình giải trí dành cho khách du lịch. Kế hoạch mua sắm của Nga hiện bao gồm hơn 1.500 chiếc ATV loại này. Phiên bản ban đầu của phương tiện này có giá 1,58 triệu rúp, trong khi biến thể mới được trang bị đầy đủ các chức năng bổ sung có giá 2,1 triệu rúp. Việc sử dụng những phương tiện như vậy cho thấy xu hướng rộng lớn hơn là điều chỉnh các sản phẩm thương mại cho các ứng dụng quân sự. Đây là một nhu cầu cần thiết do cuộc chiến đang diễn ra và nhu cầu về nền tảng linh hoạt và di động. Trước những biểu hiện manh động của Trung Quốc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, gần đây quân đội Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc tập trận có tác dụng gian đe. Bằng việc sử dụng các chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 như F-22, F-35 và máy bay ném bom B-2, Hoa Kỳ đã thể hiện khả năng quân sự vượt trội. Thông qua các cuộc tập trận, họ cũng gửi đi tín hiệu về ba hướng tấn công trong trường hợp quân đội Đảng Cộng sản Trung Quốc manh động. Hướng tấn công thứ nhất, từ ngày 7 đến ngày 18 tháng 6, quân đội Hoa Kỳ và các lực lượng liên minh đã tiến hành cuộc tập trận Brave Side hai năm một lần ở Guam, một quần đảo Bắc Mariana, Palo và các vùng biển liên quan. Đợt tập trận này biểu diễn khả năng phản ứng quân sự trên biển và trên không từ trụ sở tại Guam hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan lực lượng phòng vệ hàng hải nhật bản và nhiều máy bay khác nhau của không quân và thủy quân lục chiến hoa kỳ đã tiến hành các cuộc tập trận chung trong lần tập trận gần nhất họ lần đầu tiên thể hiện khả năng kiểm soát biển philippines từ phía đông đài loan và trình diễn thực tế cách làm chủ tình thế và tấn công trung quốc bằng đường không và đường biển từ bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất thì cờ xuất kích từ hàng không mẫu hạm Mỹ và máy bay ném bom B 1 B được khai triển lần đầu tiên ở Guam với khả năng tiêu diệt hàng không mẫu hạm Liêu Ninh từ chiến trường phía Bắc hay hàng không mẫu hạm Sơn Đông từ chiến trường phía Nam. Tàu ngầm lớp Gridway của lực lượng phòng vệ Nhật Bản và tàu sân bay trực thăng Izumo đã tham gia các cuộc tập trận chung trên biển với các tàu ngầm quân sự Hoa Kỳ. Điều này cũng thể hiện khả năng chống tàu ngầm Trung Quốc đã được tăng cường cũng như ưu thế vượt trội cả ở cuộc chiến dưới nước. Phi cơ chiến đấu F-22 và F-35 của quân đội Mỹ được khai triển tới Guam và đảo Tinian. Phi cơ ném bom B-2 cũng được khai triển tới Guam để thể hiện ưu thế áp đảo trên không. Theo nội dung diễn tập quân sự của Mỹ, họ sẽ sử dụng lực lượng hải quân và không quân để nhanh chóng tiêu diệt hạm đội của Trung Quốc khai triển ở phía đông Đài Loan, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hạm đội đổ bộ của quân đội Trung Quốc và các căn cứ ven biển ở chuỗi đảo thứ nhất. Các phi cơ chiến đấu F22 và F35 của Hoa Kỳ sẽ đối đầu với J20, J16, Su30 và J11 của không quân Trung Quốc để giành ưu thế trên không quanh eo biển Đài Loan và thực hiện các cuộc không kích nhằm vào hạm đội Trung Quốc. Trong khi đó, các máy bay ném bom B2 cũng có thể sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ven biển hoặc sâu hơn trong đất liền. Hướng tấn công thứ hai tại Philippines từ ngày 3 đến ngày 21 tháng 6, quân đội Mỹ đã tiến hành hoạt động hỗ trợ hàng không trên biển MASA-24 có trụ sở tại Philippines. Đây là cuộc tập trận quân sự thường niên giữa Mỹ và Philippines với thủy quân lục chiến, không quân và lục quân Hoa Kỳ, cùng thủy quân lục chiến, không quân và lực lượng không quân hải quân Philippines cùng tham gia cuộc tập trận. Các bên đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật ven biển và các hoạt động hỗ trợ hàng không từ phía bắc Luzon đến Palawan. Bốn căn cứ mới của quân đội Mỹ ở Philippines Trước hết tập trung vào việc kiểm soát eo biển Bashi, ngoài ra họ cũng có thể thực hiện việc kiểm soát biển Đông. Một khi chiến tranh bắt đầu, hạm đội của Trung Quốc ở chiến trường phía Nam sẽ không thể đi qua eo biển Bashi được nữa, thậm chí họ sẽ bị tấn công ở biển Đông. Nếu các chiến đấu cơ của lực lượng Không quân Trung Quốc muốn tranh giành eo biển Bashi, họ sẽ phải chuyển lực lượng khỏi không phận phía Bắc Đài Loan. Các máy bay chiến đấu F22 và F35 của quân đội Mỹ có thể được khai triển tới các căn cứ của Philippines. Đồng thời tàu tấn công đổ bộ cũng có thể chở 20 máy bay chiến đấu F-35B và được khai triển ở phía đông eo biển Bashi. Máy bay ném bom của Mỹ từ Guam cũng có thể đến bất cứ lúc nào để hỗ trợ và tiến hành các cuộc không kích vào hạm đội Trung Quốc. Hải quân Mỹ cũng sẽ khai triển hỏa tiễn chống hạm và hỏa tiễn chiến thuật trên các đảo thuộc sở hữu của Philippines để tấn công hạm đội Trung Quốc. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc từ bỏ việc đổ bộ vào miền Bắc Đài Loan và thay vào đó tấn công Đài Nam và Cao Hùng, tầm quan trọng của việc quân đội Mỹ bảo vệ khu vực này sẽ còn lớn hơn. Đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc, việc lựa chọn đổ bộ ở phía đông nam Đài Loan sẽ khó khăn hơn nhiều vì khoảng cách di chuyển của hạm đội đổ bộ sẽ tăng lên. Các tàu đổ bộ và tàu chiến hộ tống ở chiến trường phía đông sẽ phải băng qua eo biển Đài Loan về phía nam, khiến việc này gần như rất khó khăn trong thời chiến. Hầu hết các phi cơ chiến đấu của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Đông Trung Quốc đều được khai triển ở Chiết Giang, An Huy và những nơi khác. Họ sẽ phải tạm thời chuyển đến miền Nam Phúc Kiến và Quảng Đông, những nơi cũng rất khó vận hành. Về mặt lý thuyết, phi cơ ném bom H-6 của Trung Quốc có thể mang theo hỏa tiễn chống hạm EG-12 vượt qua phía đông nam Đài Loan và tiến vào vùng biển Philippines từ eo biển Bashi. Đe dọa hạm đội tàu sân bay Mỹ thậm chí họ có thể mang theo hai chiếc Chajian-10 hỏa tiễn chống hạm tấn công Guam từ khoảng cách xa. Tuy nhiên, trong thực chiến, chiến đấu cơ của quân đội Mỹ sẽ phong tỏa eo biển Bashi và bất kỳ chiến đấu cơ nào của Trung Quốc đều có thể bị bắn hạ, gây khó khăn cho việc tiếp cận bên ngoài chuỗi đảo thứ nhất. Hướng tấn công thứ ba từ Liên quân Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc Một cuộc tập trận quân sự mang tính toàn diện hơn sẽ bắt đầu và hàng không mẫu hạm USS Reagan cùng USS Theodore Roosevelt di chuyển về phía Bắc từ Biển Đông đến Busan, Hàn Quốc từ ngày 22 tháng 6. Đây là cuộc tập trận ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Điều đặc biệt là quân đội ba nước không thông báo trước về nội dung tập trận. Đây có thể coi là diễn tập về phản ứng nhanh chóng nhân dịp thỏa thuận hợp tác mới được ký kết giữa Nga và Triều Tiên. Các thông tin dự kiến cho đến thời điểm hiện tại cho thấy ba hạm đội, ba quốc gia sẽ tiến hành tập trận chung cùng với các chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 và phi cơ ném bom của Mỹ. Nga hiện tại cũng đang bị cuốn vào cuộc chiến Ukraine và không còn nhiều sức mạnh để khiêu khích ở Tây Thái Bình Dương. Vì vậy, các cuộc tập trận ba bên của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc thực chất vẫn đang chủ yếu nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chúng ta còn nhớ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nói rằng ném bom Bắc Kinh sẽ là con đường thuận tiện nhất để quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích từ Hoàng Hải. Tại tình huống này, Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp tục khuyến khích Triều Tiên thực hiện các hành động phóng thử hỏa tiến và khiêu khích Hàn Quốc. Điều này càng đẩy Hàn Quốc tiến xa hơn về phía Hoa Kỳ. Sự hiện diện lâu dài của quân đội Hoa Kỳ tại Hàn Quốc đã thực sự tạo thành một liên minh quân sự. Và giờ đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiếp tục thúc đẩy sự hợp nhất của các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, với sự không chắc chắn từ phía Trung Quốc, ông Putin đã quay sang ủng hộ Triều Tiên một cách công khai và sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn sự chi phối của Đảng Cộng sản Trung Quốc với quốc gia này. Và hành động tập trận của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chung quanh bán đảo Triều Tiên lần này càng cho thấy Trung Nam Hải đang ngày càng bị đưa vào thế khó hơn. Tuyến phản công của Mỹ và lực lượng liên minh tập trung ở Guam có thể nhanh chóng kiểm soát miền đông Đài Loan và có thể phản công nhanh chóng hạm đội Trung Quốc và các mục tiêu ven biển ở chuỗi đảo thứ nhất. Tuyến phản công thứ hai dựa vào Philippines sẽ kiểm soát eo biển Bashi của Mỹ và tuyến phản công thứ ba sẽ bao gồm Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc ở biển Hoàng Hải sẽ đe dọa trực tiếp Bắc Kinh quân đội mỹ đã công khai cả ba hướng đánh trung quốc chỉ trong vòng một tháng với những ưu thế về quân sự vượt trội chưa kể các tuyến phản công của mỹ và nhật bản đóng tại okinawa gần đây đã tiến hành các cuộc tập trận thường xuyên phòng khi đảng cộng sản trung quốc phát lệnh tấn công đài loan lực lượng an ninh của mỹ và nhật bản cũng sẽ được kích hoạt ngay lập tức đây được xem là hướng đánh thứ tư và dự kiến hoa kỳ sẽ còn một hướng đánh nữa được thực hiện từ biển đông đảng cộng sản trung quốc trên thực tế đã cảm thấy áp lực này từ sớm. Tuy nhiên, với sự dối ren chưa đến hồi kết đang diễn ra trong nội bộ quân đội, khiến Trung Nam Hải không còn cách nào hơn là việc phải giữ im lặng. Trong lúc quân đội Hoa Kỳ đã tăng cường gian đe, thì quân đội Trung Quốc đang lại bận rộn đấu tranh nội bộ. Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể đã kích động một cuộc chạy đua vũ trang và nhiều quốc gia đã tăng cường vũ trang để đáp trả. Tuy nhiên, dường như quân đội Trung Quốc không có được sức mạnh tương xứng như những gì họ thể hiện. Bất chấp nỗ lực hiện đại hóa, khoảng cách của quân đội Trung Quốc và quân đội Hoa Kỳ khó lòng thu hẹp được. Điều này có nghĩa là Trung Quốc không thể tự tung tự tác tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo nhận định của các chuyên gia và giới chức Iran, hàng ngàn chiến binh ở Trung Đông tuyên bố sẵn sàng đến Liban để tham gia cùng nhóm phiến quân Hezbollah trong trận chiến với Israel nếu cuộc xung đột này leo thang thành một cuộc chiến toàn diện. Các vụ đấu súng gần như xảy ra mỗi ngày dọc biên giới Liban với miền Bắc Israel kể từ đầu tháng 10 năm ngoái và tình hình ở phía Bắc đã trở nên tồi tệ hơn trong tháng này sau khi một cuộc không kích của Israel giết chết một chỉ huy quân sự cấp cao của Hezbollah ở miền Nam Liban. Phía Hezbollah trả đũa bằng cách bắn hàng trăm quả tên lửa và máy bay không người lái gây nổ vào miền Bắc Israel. Các quan chức Israel đã đe dọa một cuộc tấn công quân sự ở Liban. Trong thập niên qua, các chiến binh được Iran hậu thuẫn từ Liban, Iraq, Afghanistan và Pakistan đã cùng nhau chiến đấu trong một cuộc xung đột kéo dài 13 năm ở Syria, giúp cân bằng cán cân có lợi cho Tổng thống Syria Bashar Assad. Các quan chức từ các nhóm này cho biết họ cũng có thể cùng nhau hợp tác một lần nữa để chống lại Israel. Lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah cho biết trong một bài phát biểu giữa tuần rằng các thủ lĩnh phiến quân từ Iran, Iraq, Syria, Yemen và các nước khác trước đây đã đề nghị gửi hàng chục nghìn chiến binh đến giúp đỡ Hezbollah, nhưng ông cho biết nhóm này hiện tại đã có hơn 100.000 chiến binh. Ông Nasrallah nói, chúng tôi đã nói với họ rằng cảm ơn, nhưng chúng tôi bị choáng ngợp bởi những con số chúng tôi đang có. Ông Nasrallah cho biết hiện tại họ chỉ sử dụng một phần nhân lực của Hezbollah, và điều này có thể thay đổi trong trường hợp xảy ra chiến tranh toàn diện. Theo cơ quan an ninh hàng hải Anh, một tàu buôn đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Biển Đỏ gần Yemen vào sáng sớm hôm nay. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh do Hải quân Anh điều hành cho biết vụ tấn công xảy ra cách thành phố cảng Hodeida của Yemen khoảng 65 hải lý, tương đương 120 km về phía Tây. Thông báo của cơ quan an ninh hàng hải Anh cho biết, thuyền trưởng tàu buôn báo cáo họ bị hệ thống phi cơ người lái tấn công dẫn đến tàu bị hư hỏng. Tất cả các thành viên thủy thủ đoàn đều được an toàn và con tàu đang tiến tới cảng ghé tiếp theo. Công ty an ninh tư nhân Amray xác định con tàu liên quan là một tàu container treo cờ Liberia đi đến thanh đảo Trung Quốc. Cuộc tấn công xảy ra giữa bối cảnh Mỹ đưa tàu USS Wright Eisenhower về nước sau 8 tháng hoạt động. Những cuộc tấn công từ Houthi đã khiến việc vận chuyển hàng hóa giảm mạnh qua tuyến đường quan trọng đối với các thị trường châu Á, Trung Đông và châu Âu. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của DKN Thời sự đến đây xin tạm dừng. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được thông báo về những bản tin mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.